Ngày 10 tháng 12, Thanh Hóa ghi nhận 192 bệnh nhân mắc COVID-19. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 12 đến 16 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 192 bệnh nhân mắc COVID-19 với nhiều bệnh nhân cộng đồng và xuất hiện những điểm dịch mới, trong đó có cả các khu công nghiệp. Có 165 bệnh nhân phát sinh trong tỉnh và 27 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Một số địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân, huyện Nông Cống ghi nhận 88 bệnh nhân, trong đó có 13 bệnh nhân là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt. Bệnh nhân có ở 22 xã trong huyện. Huyện Hậu Lộc ghi nhận 22 bệnh nhân, xã Minh Lộc 15, Hưng Lộc 6, Đa Lộc 1. Huyện Yên Định ghi nhận 22 bệnh nhân có ở 12 xã, trong đó có 17 bệnh nhân lây nhiễm trong huyện. 5 bệnh nhân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Thành phố Thanh Hóa ghi nhận 14 bệnh nhân có ở 10 xã phường. Bệnh ghi nhận ở các địa phương khác gồm huyện Cẩm Thủy 3, Cẩm Bình 2, Cẩm Thạch 1, huyện Đông Sơn 1, thị trấn Rừng Thông, huyện Hoàng Hóa 1, xã Hoàng Quỳ, huyện Ngọc Lạc 1, xã Ngọc Liên, huyện Như Thanh 6, xã Xuân Thái 1, phường Nghi 1, Phú Nhuận 2, Yên Thọ 1, Mậu Lâm 1, thị xã Nghi Sơn 2, phường Hải Bình, huyện Quảng Xương 4, Quảng Hợp 2, Quảng Thái 1, Quảng Chính 1, huyện Thạch Thành 4, Thành Vinh 2, Thành Tân 1, Thành Long 1, huyện Thiệu Hóa 8, xã Thiệu Ngọc 2, Minh Tâm 5 và Thiệu Long 1, huyện Thường Xuân 1, xã Luận Khê, huyện Triệu Sơn 7, thị trấn 1, Khuyến Đông 2, Vân Sơn 1, Thọ Tiến 1, Xuân Lộc 2, huyện Vĩnh Lộc 6, Vĩnh Quang 5, Vĩnh Thịnh 1, huyện Thọ Xuân 2, xã Phú Xuân. Tính từ ngày 2 tháng 4 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 3.702 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, 2.365 người điều trị khỏi được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được 3.153.933 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 10.341 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh. Mọi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!